Sau khi phát hiện mắc ung thư máu, cô gái 20 tuổi đã tự áp dụng nhiều phương pháp chữa bệnh độc lạ khiến cơ thể rơi vào nguy kịch. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Quân, phụ trách bộ phận ngoại ung bướu, trung tâm ung bướu và y học hoạt nhân, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân tên là TMT, 20 tuổi ở Bát Sát, Lào Cai, nhập viện trong tình trạng mũi chảy nhiều máu đỏ tươi, phần da bụng phỏng nhiều nước, có tổn thương khá nặng. Người thân của bệnh nhân T cho biết, tháng 8 bệnh nhân có đến bệnh viện huyết học và chuyển máu trung ương thăm khám được kết luận bị ung thư máu lơ semi cấp đặc trưng của bệnh là sự tăng sinh nhanh chóng các tế bào non ác tính trong tủy xương lan tràn ra máu ngoại vi và tích lũy trong các cơ quan khác nhưng tế bào bất thường này không thể chống lại nhiễm trùng và làm suy yếu khả năng tạo ra các tế bào hồng cầu và tiểu cầu bình thường của tủy xương tuy nhiên thay vì điều trị bệnh nhân về quê và tự ý điều trị theo kinh nghiệm dân gian Cụ thể, bệnh nhân bôi và đắp thuốc lên bụng, sau đó úp bát có hơi nóng kiểu rác hơi vào để chữa lành, kèm theo đó là tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Sau khi điều trị tại nhà, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những tổn thương dạng bỏng hơi, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân T có dấu hiệu chảy máu mũi từng đợt, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, đau tức bụng, Ngày 28 tháng 9, gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu, các xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân ở trong tình trạng nguy hiểm, nhất là chỉ số tiểu cầu và bạch cầu. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang được điều trị triệu chứng các tổn thương ngoài da, cầm máu mũi, chăm sóc dinh dưỡng nhưng do tình trạng nặng nên tiên lượng tử vong cao. Bác sĩ Quân cảnh báo, việc mắc bệnh không tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tự ý điều trị hoặc điều trị theo phương pháp phản khoa học là vô cùng nguy hiểm với sức khỏe những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư, thận, sức đề kháng, miễn dịch vốn đã suy giảm, vì thế khi điều trị bằng phương pháp phản khoa học, chữa bệnh theo bài thuốc truyền miệng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng. Bác sĩ Quân chỉ rõ, với bệnh nhân trên, nếu tuân thủ điều trị, bệnh có thể sẽ không tiến triển nặng, kéo dài được thời gian sống. Tuy nhiên, khi tự chữa bệnh, bệnh nhân có thêm tổn thương da, bệnh ung thư máu cũng nặng nề thêm, nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng. Theo các bác sĩ, điều trị ung thư máu thường phụ thuộc vào loại bệnh, giai đoạn bệnh và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Các phương pháp điều trị chính bao gồm hóa trị, sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chúng phân chia nhanh chóng. Xạ dạ trị cũng là một lựa chọn, sử dụng tia ích hoặc các tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư và làm giảm kích thước khối u. Ghép tủy xương hoặc ghép tế bào gốc là một phương pháp quan trọng giúp thay thế tủy xương bị tổn thương hoặc bị phá hủy bởi ung thư bằng các tế bào gốc khỏe mạnh. Ngoài ra, các liệu pháp miễn dịch và nhắm trúng đích được phát triển để tăng cường hệ miễn dịch hoặc tấn công trực tiếp vào các tế bào ung thư, Quá trình điều trị có thể kéo dài và khó khăn, đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ từ các bác sĩ chuyên khoa và tinh thần kiên cường của bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo thêm, người dân khi phát hiện ra bệnh hoặc biểu hiện bất thường trên cơ thể hay đến cơ sở y tế uy tín đảm bảo để thăm khám. Khi được chẩn đoán bệnh, cần phải được theo dõi kịp thời, tuyệt đối không được chữa bệnh theo mẹo, kinh nghiệm dân gian hay bài thuốc gia truyền chưa được kiểm chứng.